cháu ơi. Không phải nhà là nhà bạn Tân nha. Bạn Tân thì cũng là cháu. Nắng nôi rồi đấy. Ra đi ạ, ra đi ạ. Bạn ra đi, đang giờ ăn cơm. Ông Quần ra đi. Đang tầm trưa. Bác Tân ơi, em Hưng ơi. Ba ơi, ba ơi. Rồi. Mẹ ăn cơm sớm đi ạ. Chào bà. Chào chào bà. Hôm nay ông với cả cháu cứ bảo là muốn gặp bà. Thế là anh gặp em... bà nhá. Con bảo hôm nay là chào bác nhá. Vâng. Lúc bác đến chơi được rồi còn mua quà cái gì phiền quá. Đấy khổ. Thế em xin được tháng cao. Kiếp mua quà. Đấy hai ông cháu là cứ bảo là con muốn gặp bà Tân. Thế là bọn con lại từ dưới nhà lên muộn quá. Bác với em có vào đi đâu người ta bảo hai nhân ruột. Đấy. Vâng. Đấy, ông kéo lên. Chờ để đi vào đây để đỗ rồi, kéo ông vào đây. Ông Quang, ông Quang làm sao được thế? Đây, chào Quang nhá. Cái tay nhìn. Đâu, bây giờ ông thử cài cho ông thử cài cho ông cài như nào mà ông bảo thế? Đây. Cài thế làm sao được? Cái tay bảo hiểm xong. Thế được nhá, để thế đi. Để thế nhá. Đây, cháu à. Nè, bỏ tay ra. Ông cứ bỏ tay ra, ông cứ ngồi dựa vào. Dựa vào trong này, nè. Đây. Không, để nguyên này. Đấy, rồi, rồi, ok chưa? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi cùng ông Vân sang bên Bắc Giang để thăm bà Tân Vlog. Và ông Vân muốn hỏi cưới bà Tân xem tình hình bà Tân bà có đồng ý không. Anh em theo dõi nha, bắt đầu ông cháu tôi lên đường để đi đây. Ok nha. Rồi nha. Ông ơi. À. Thì ông con mình hôm nay là sang nhà bà Tân. Sang nhà bà Tân tham quan. Điều đấy rất quý giá với bà Tân. Bởi vì đến cổng. Ơi, chào bà Tân đi đâu. Hôm nay đến thăm hỏi sức khỏe bà. Làm ăn khấm khá. Xin chân thành cảm ơn. Nhưng mà nói thật ra là đến đấy ấy, ông phải thật là gọi là hồi hộp tự nhiên, không được hồi hộp, không được hồi hộp. Ông hồi hộp thì bà lại đánh giá ông là rất là kém đấy, ông sẽ không thể nào để mà chăm sóc được cho bà bởi vì ông không có tự tin, đúng không? Ông phải thật tự tin cho cháu. Đấy. Vui đến là ai chào bà nhá, thì thôi. À, tôi chào bà bởi vì là ông với cả bà bằng tuổi nhau mà. Thế ông chỉ ông chào bà thôi. Rồi tôi chào bà. Đến rồi. Tôi chào bà Lý Lốc nha. Bà Tân Lý Lốc. Bà Tân Lý Lốc á? Lý Lốc à. Lý Lốc hay Lý Lốc? Lý Bà Tân Vlog. Bà Tân Vlog Vlog. Bằng tuổi nhau đấy con ạ. 59 tuổi đấy. Không gần gì. Gần 60 rồi bánh chưng. Thank you.
em ơi, đến xã Xuân Hương à? Đến xã Xuân Hương rồi. 200m nữa dễ phải vào Sương Giang. Đấy, gần vào đến nhà bà Tân rồi. 200m nữa. Ông không phải hồi hộp ông ạ? Ừ. Ông cứ thật mạnh. Không làm sao phải hồi hộp. À. Chơi cười phấn khởi. À. Hôm nay gặp bà Tân đi lớp. À. Ông phải thật sự mạnh mẽ, mạnh mẽ. Con ra anh ơi. À. Ông nha. Bà phải làm cái đường khổng lồ cho ông Vân vào chứ. Đường này gọi đường khổ nhỉ. À, bắt đầu lên. Khổ hơn đường nông thôn. Ông bám chắc vào ông ngã đấy. Đường thành phố coi là khổ hơn đường nông thôn đổi mới. Thì nhà bà Tân ở trong phố. Đường quá. Đường chốc xa của gà. Đấy mừng chuyển đường. Đường Dương Châu. Mùa này nó mua gì nhỉ? Để vào xin. Vào xin mua hoa quả hay con? Để vào xin bà Tân ý. Mua hoa quả. Bà Tân xem có hoa quả gì không? Mua ơi. Bệnh nhỉ? Ôi, đường này. Để làm sao? Đường khổ hơn nông thôn mình. Yêu nhau mấy núi cũng neo. Đường mấy sông cũng lội, mấy đèo ông cũng phải qua. Đường thành đường phố này chưa là cái gì cả đường, ông nhá. Đường thành phố mà lại khổ hơn đường nông thôn. À, thôi không sao hết. Vì nông thôn đổi mới phải sẵn sàng chiến đấu. À. Cho hy sinh tổ quốc. À. Đẹp đẽ sạch sẽ gọn gàng. À. Thôi vì tình yêu mà đến, đúng không ạ? Vì tình yêu mà đến. Ông cũng không làm sao ông nữa. Tôi là chào bà Tân đi lớp, tôi ở xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã đến có thời gian đến thăm hỏi bà Tân đi lớp thành phố Bắc Linh ở Bắc Giang. Đến cổng nhà bà Tân đi lớp, tôi xin chào bà Tân. Tôi hồi hộp gặp bà Tân đi lớp lần đầu tiên, tôi phấn khởi. 200m nữa sẽ cháy. Mai ca nữa bảo 200m nữa sẽ cháy. Tiên ơi, tiên mở cửa hỏi ông. 200m nữa sẽ cháy mị. Đây thì chú ơi, cho cháu nhỏ. Cháu hỏi vào thôn chùa xã Xuân Hương. Bà Tân đi vào là bà Tân, nhưng mà ấy là bà Tân mặt trái cái sau là mặt phải luôn, đây là đi thẳng lên cây số nữa. Bên tay trái là người ta ghi cái nhà văn hóa thôn, thôn làm như nhà văn hóa. Vâng vâng, đây là cái trái. Vâng anh ơi, cháu cảm ơn. Vâng vâng, cháu cảm ơn. À, biết trái không phải là bà Tân. Nhìn ông Vân đẹp trai có biết ngay hả? Ông Vân ngay phân cởi nhé. Nhìn thấy ông Vân đẹp trai. Dễ trái. Đường khá vất vả này mà. Mà vì nhau mà đến. Yêu nhau mấy núi cũng neo, mấy sông cũng nổi, mấy đèo cũng qua. Xe không bảo à?
nhà văn hóa thôn chùa xã Xuân Dương Hương. À, đến nhà văn hóa rồi. Đây đây nhà văn hóa. Thôi bây giờ ông Tháo đi đây, đến nhà bà Tân rồi đây nè, anh em này, đó. Đến nhà bà Tân rồi à? Bà Tân vlog. Thế ông Tháo kiểu gì đấy? Ôi ôi. Ông Tháo kiểu gì mà ông Tháo tải đấy? Ôi giời ơi, ôi Tháo kiểu gì này? Ôi. Ôi ôi. Tháo kiểu gì này? Ngọc Yến. Rồi con cầm máy quay à? Thôi được rồi. Hai ông cháu thế nào đấy? Nhìn nhanh thế. Hai ông cháu biết nhà chưa? Biết nhà rồi. Bác anh. Cháu ơi. Cháu hỏi nhà là nhà bà Tân nha. Bà Tân thì chú là cháu. Nắng nôi rồi đấy. Cháu chào bà. Hôm nay ông với cả cháu cứ bảo là muốn gặp bà. Thế là anh chào em bà nhá. Con bảo hôm nay là chào bác nhá. Vâng. Lúc bác đến chơi được rồi còn mua quà cái gì tiền quá. Đấy khổ. Em xin được tháng cao. Kiếp để mua quà. Đấy hai ông cháu là cứ bảo là con muốn gặp bà Tân. Thế là bọn con lại từ dưới nhà lên muộn quá. Bác với em có vào đi đâu người ta bảo hai nhân ruột. Đấy. Vâng. Zile zile, zile zile, eu alerg iar mile mile, mile mile pe Maidan pentru tine tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără nici...